Rồi, tối mai về tới nhà. Tuần này là lễ. Lễ hình như là ngày độc lập đúng không? Đúng rồi, ngày độc lập của Mỹ. Cho nên là người ta ăn lễ lớn lắm. Mà nhà mình thì không biết có ăn lễ không, tại vì rượu quá rồi, đi chơi về rượu quá. Anh hai đang cắt cỏ nè. Nhìn sơ qua đó pháo bông hàng xóm đó, cắt cỏ. Hoa hoa này là hoa kim châm nhé, day lily. Hoa này là người ta làm khô xong rồi mình ăn được đó, cái mà trong cái nước sốt mà vịt quay ở Việt Nam người ta bán đó, là người ta bỏ cái này nè, hoa này làm khô nè, bỏ vô nè. Cà phê bông đi, phô bông kế của nhà mình nè, hàng xóm. Ồ, đẹp quá, đẹp quá, chưa thấy gì hết. Bán phá bông tốn tiền lắm á. Còn cái kiểu hàng xóm mình bán vậy là cầu có chục ngàn luôn á. Giờ này 9:30 rồi mà trời còn sáng á. Quá trời đẹp luôn á. Oh my. Đẹp đến sợ luôn á. Wow.
quá. Wow, đẹp quá trời luôn. Oh my. So beautiful. Tuyệt vời. Đẹp quá trời luôn. Không thể tin nổi. They're winning at least $100. Social Security. That are per-
ratio. It's already been going for about 20 minutes or so. Đẹp, đẹp cách khủng khiếp luôn á.